Francisco Travel Tours trân trọng kính mời tham dự 3 chuyến hành hương. Ghi danh Thiên Phước 714-651-6861, 714-225-9199. Hành hương tĩnh tâm chữa lành với tượng Đức Mẹ khóc chảy nước mắt tại tiểu bang New Mexico. Tour 1 4 ngày 3 đêm từ ngày 15 tháng 2 đến 18 tháng 2 2019. Khởi hành 6 giờ sáng thứ 6 15 tháng 2 năm 2019 ở Mom Supermarket. Ngày về thứ 2 ngày 18 tháng 2 2019. Tour 2 4 ngày 3 đêm từ ngày 28 tháng 3 đến 31 tháng 3 2019. Khởi hành 5 giờ 30 sáng thứ năm 28 tháng 3 2019 ở Mom Supermarket. Ngày về chủ nhật 31 tháng 3 2019. Ngủ 3 đêm khách sạn tiện nghi, ăn sáng miễn phí, giá mỗi người 295 đồng cộng 25 đồng tip, phòng 4 người 320 cộng 25 đồng tiền tip, phòng 3 người 395 cộng 25 đồng tiền tip, phòng 2 người. Phép lạ cầu thang thánh cả Giuse ban ơn lành, phép lạ thánh cả nhà thờ Hố Cát chữa lành bệnh tật, nhà thờ Đức Mẹ Guadalupe với tượng Đức Mẹ khóc chảy nước mắt đang được nhiều người cầu nguyện xin ơn, Vương cung thánh đường Thánh Francisco với kỳ tích.